Nhà con ở Phú Lộc á. Thôi chú về đi. Hỏi thăm vậy tôi cảm ơn người. Tôi gắng đêm nay à, ngày mai tôi ra chơi nhà con bé. Tôi chơi rồi tôi xin nữa. 20-30 rồi tôi đi nữa. Xin 20-30 đi tới Trường Thánh nữa. Ôi nhà bà chỗ nào vậy? Cháu ở bệnh á. Nhà bà chỗ nào? Đi xin bé. 20-30 bỏ theo nè. Đi bộ hoài rồi tới bệnh tới chiều bơi mới tới. Bà ở với ai? Khỏi đầu dòng Sóc Trăng. Khỏi đầu dòng Sóc Trăng đuổi. Bà ở với ai? Tôi xin nó đi cho kiểm 20-30. Cho kiểm đi mua đi dọc đường đói mua cháu ăn. Bà ở với ai? Con mắt không thấy đường á. Cháu ơi, phải con mắt thấy đường đỡ nữa. Không thấy đường. Rồi con giờ tôi nó không có thương đâu. Hồi đó đó, có ruộng có đất mần cực khổ. Rồi đi đúng củi, đầu kia bán, có tiền xài. Bây giờ con mắt đâu có thấy đường. Bây giờ chờ chừng nào mạnh, con mắt thấy đường. Mới đi kiếm củi đồ, bỏ lộn bán. Làm mình làm lỗ 2.000. 2-3.000 hình nó làm nhiều. Làm nhiều người ta không mua. Về đi, cảm ơn. Hỏi thăm quen gì hỏi thăm tôi cảm ơn. Trời ơi, tôi đói nhịn đói đi nữa tôi cũng không giàu mà mất hết quần áo. Tôi là đạn đêm nay vẫn đùa không có xin tụi nó đâu. Bà chưa ăn hả? Quần áo thứ thì không xin đâu, xin nó chửi á. Bà ăn chưa? Bận hơi xin nó chửi. Bộ hoài vậy à, đi giờ là tới chiều vừa tới à. Tới không tới cái mấy người bán thải bán sao có trời á. Mình vô chơi nhà họ hỏi ngủ giờ. Ngủ nhà ở đêm vậy đó. Bà đi từ đâu tới đây vậy? Gần tới rồi nha chú. Tới đâu? Tới nhà ai? Gần tới nhà con bé. Ủa, gần tới nhà của con Hiệp với nhà Hà. Con không biết mấy người đó cô ạ. À. Con hồi đó còn nhỏ thương mình đó, bây giờ lớn rồi. Tụi nó mong được ăn này, nó đâu không ôi dùng nó tới nó đâu có thương mình nữa. Nè, con cho bà ốm mày nè, bà ăn đi bà. Nè. Nè, bà ăn đi. Hả? Nè, bánh mì nè, bà ăn đi. Hả? Cháu nói cái gì chứ không nghe. Nè bà con đưa bà này bà ăn đi. Cái gì vậy? Cái gì? Cái này cái gì? Dạ bánh mì. Dạ. Nhiều dữ vậy em về cho em hơn nữa đi. Dạ thôi bà ăn đi. Thêm 1 phút được rồi. Mấy ngàn này. Đây con coi. Ủa này chắc 5 ngàn. Đây. 5 ngàn à. Có thịt thì 10.000 à, 10.000 á à, 15-20 kia à. Bà ăn hết được không? Cháu ăn khúc đi. Thôi bà ăn đi. Con mới mua á. Có bà ăn được không? Cháu ăn khúc đi. Dạ thôi. Rồi. Nhà bà ăn đi. Cảm ơn nha cháu. Dạ.
Yeah.